trong mắt bà, từ xưa đến nay tôi luôn là thằng lông bông bộp chộp đúng không? Không, ông là thằng bạn tốt nhất của tôi. Hỏi cho có thôi, chứ tôi quá biết câu trả lời của bà rồi. Sao này ông lạ đấy? Nào là bạn tốt nhất, bạn thân nhất, thế mà suốt cả đêm để người khác chăm sóc. Ai kể mà ông biết? Việc đấy bà không cần quan tâm. Bà thích ông Hiệp đúng không? Ông bị hâm à? Thế bà trả lời thẳng câu hỏi của tôi đi. Tại sao ông Hiệp ở đây chăm sóc bà cả đêm? Anh ấy có ở đây chăm sóc tôi cả đêm đâu. Anh ấy chỉ là giúp tôi mua thuốc. Sau đấy thì... Sau đấy thế nào nữa? Hả? Nói đi. Cũng khá đầy đủ và chi tiết. Nhưng mà... Sao cô tìm được? Nhanh vậy? Thật ra cái này tôi chuẩn bị rồi. Nhưng mà quên mất không cho vào bản báo cáo. Thôi được rồi. Thế bổ sung vào nhá. Dạ vâng. Hình như lúc nãy Giang không vui. Hay là Giang còn giận tôi vì chuyện đến muộn nhỉ? À, không sao, không vấn đề gì đâu. Tôi thấy mọi người có thái độ xét nét khi mà tôi đi cùng với anh. Cô kiểm tra xem đã đúng là điện thoại của bà chưa? Dạ vâng. Đây đúng là điện thoại của bà em rồi ạ. Nhưng mà bà của em đâu rồi hả chị? Chúng tôi cũng không rõ. Xe về đến bến thì thấy cái túi này để quên. Kiểm tra điện thoại thì thấy gọi số cô nhiều nhất nên tôi đoán cô là người nhà. Cô có đem theo giấy tờ tùy thân không? Dạ có ạ. Em gửi chị. Cô đợi tôi chút để tôi làm biên bản bàn giao tài sản. Dạ vâng. Cô kiểm tra lại đồ trong túi đi để chúng tôi có xác nhận thông tin. Dạ. Những gì em nói có đúng không? Đúng chứ ạ. Em tận mắt chứng kiến mà chị. Như lúc trước em nói với chị ấy, toàn bộ báo cáo nó đọc leo lẻo là do công sức của sếp Hiệp. Sếp đã chuẩn bị sẵn tài liệu, lại còn nốt sẵn cả số trang. Chỉ việc như thế sếp ra thôi. Đấy là chưa kể nhá. Hôm trước anh Chiến bảo vệ nói với em, ngày chủ nhật nghỉ, sếp vẫn lên làm hộ nó. Quá bất công với bọn em rồi chị ạ.